Chào cả nhà, hôm nay mình đi check lô tô ha, check lô tô coi mình có trúng không nha. Bữa hổm dò như có cái trúng được 3 đồng, 5 đồng gì đó. Hôm nay đi lại check coi như thế nào để có gì đổ xăng luôn ha. Check lô tô rồi một hồi đi xuống chợ mua bánh này kia chơi. Có gì quay cho anh em coi cho vui nha, hôm nay đi check lô tô nha. Anh em thấy không, xăng ở Texas ngay bây giờ vẫn còn là 2 đồng 48 cent đó. Bên Cali hồi sáng này là họ đã nói gần 4 đồng một gallon rồi, 3 đồng 95 rồi, giờ vẫn còn là rẻ hơn đồng ngoài. Tiền này đó là tiền hồi nãy vô trọng check đó, cái ticket mà mua lô tô trúng được là 8 đồng ha, bỏ 8 đồng nữa, 16 đồng, đổ 16 đồng xăng là xe sắp đầy rồi. Ok. Xe này đổ 16 đồng tiền xăng đó, sắp đầy ha. Chưa đầy nha, hồi nãy còn cũng cả nấc chút xíu, đổ 16 đồng lên nhiều đó. Ở đây bán bánh mì rất là ngon ha, nhiều loại bánh mì khác nhau, bánh mì ngọt rồi bánh mì mặn này kia rất là ngon nha. Để mình mua về các bánh mì về ăn chơi ha. Chỗ này là trong cái chợ này là bán theo kiểu bánh mì của Korea này kia đó, bán rất là ngon. Ok, bánh này là bánh trà bông nha, trong này có trà bông nằm trong này ha, rất là ngon nha. Bánh này là bánh khoai môn nha, bánh này là bánh khoai môn, lấy bánh khoai môn nha.
lấy cái này thêm cái nữa ha. Mốt sơn gì đây? Mì bò nạm nha, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn à. Bò nạm nha, còn đây là mì, hấp dẫn nha. Mời cả nhà ăn tối nha, mời cả nhà ăn tối. Thôi mình ăn đây. Bánh này ăn ngon hết chảy luôn nha. Bánh mì nè, ngon lắm, ngon hết chảy luôn. Ngon quá trời. Bánh mì ngọt nha. Ngon quá trời. Mua xong á, ngồi đây ăn luôn. Hấp dẫn nha. Anh em nhìn thấy bánh mì này nè, cái này là đáng lẽ là có khoai môn trong này ha, ăn rất là ngon nha, nó mềm mềm, ngon lắm. Coi nè, nó có sớ gì đó, rất là ngon ha, bánh mì mềm. Mua đằng kia, qua đây ngồi ăn thử luôn, hấp dẫn ha. Để cho anh em coi nha. Đây thì có sớ gì nè, hấp dẫn nha. Rất là ngon. Giờ coi nhân nó là cái gì nha. Ok, nhân của nó là khoai môn nha, khoai môn trong. Ngon ha, bánh mì này à, có lớp lớp này kìa. Bánh mì mềm nha, ngon lắm. Ok, đây là một đống bánh mình mua này nha. Mua ở trong tiệm này nhiều lắm, một đống ở đây. Ok, thôi chào cả nhà nha. Bye bye, gặp sau nha. Bye bye, giờ về đây. Tối rồi, bye bye.